Quý vị thấy là dịch chưa hết thì bạo động, biểu tình, rồi gần đây bên Trung Quốc những cái đập nó vỡ ra, nước trào dâng, những cái thành phố chìm trong biển nước. Rồi hết thiên tai này đến thiên tai kia. Và thậm chí quý vị cũng thấy năm nay mình mưa nhiều hơn nữa. Thời tiết rất là bất thường. Vì vậy cho nên chúng ta từ những cái ý thức đó, một chữ thôi, vô thường. Mình nhận vô thường là gì? Nghĩa là trên đời này cái gì nó cũng đi theo cái định luật biến đổi, mà không bao giờ nó tồn tại, nó ở yên. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa, ba cõi không yên giống như nhà lửa. Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, thì hai cõi kia mình không biết, mà mình biết cõi mình thôi là cõi dục. Cõi dục là cõi gì? Cõi dục là cõi mà chúng sanh ở đó, nhân dân ở đó sống bằng toàn những sự ham muốn. Mở mắt ra là từ sáng tới tối là mình muốn không à. Muốn ăn, muốn ngủ, mà ăn cũng chưa đủ nha. Ăn phải ăn ngon, ngủ phải ngủ nhiều. Muốn mặc, mặc cũng không đủ nha. Mục đích mặc để gì? Để che thân, để đừng có hổ thẹn. Nhưng mà mặc xấu đâu có chịu, phải mặc đẹp. Hỏi ăn để chi? Ăn để sống. Nhưng mà đâu có ăn, đâu có ai ăn để sống đâu. Ăn phải cho ngon. Mặc dù ngon cũng thế, mà dở cũng vậy. Nhưng vì chúng ta là chúng sanh của con người, thì chúng ta không thoát được cái thường tình. Ít có khi nào chúng ta nhận diện mọi việc nó như là mình biết. Ôi, một đời ta, ba đời nó, vậy mà bể cũng tiếc, mất cũng rầu. Cho nên á, chúng sanh mình hiểu là hiểu vậy, nhưng lâm cái việc đó đó, chúng ta lâm vào cái cảnh đó, chúng ta không sống vậy. Ví dụ như mình khuyên người ta, thôi chị ơi bỏ qua đi, sống nay chết mai mà ăn thua đủ gì. Nhưng mà đụng tới mình là mình biết. Thậm chí mình nói sao? Dám đụng tới tôi, tôi cho chết mềm thay. Những cái câu nghe ghê lắm. Nhưng bởi vì sao? Từ đó chúng ta có thể tư duy để quán chiếu, để thấy được rằng mình là ai. Chỉ khi nào mình thấy mình là ai, mình mới có cơ hội mình chuyển hóa. Cho nên Đức Phật nói, ngày hôm tối hôm qua quý vị có học một cái bài kinh đó, cái người phá giới và cái người giữ giới đều là cái tướng phước điền. Ở đây cũng vậy, cái cảnh khổ và cảnh vui cũng đều là tướng phước. Bởi vì sao? Nhiều khi chúng ta phải thấy khổ, chúng ta mới ý thức, chúng ta mới chịu tu, chịu sửa. Chúng ta phải thấy cái chết thì chúng ta mới giật mình. Rồi đây mình cũng thế, cho nên thôi thắng bớt lại. Chúng ta thấy những cái sụp đổ rồi chúng ta mới thấy không có cái gì bền bỉ. Những cái đập nước mà mình nghĩ, nhưng mà không có cái gì trên đời này mà nó không có tới cái ngày hoại diệt. Từ đó chúng ta ý thức, thôi cái gì tha thứ được thì tha thứ, cái gì mà có thể xả được thì nên xả. Chấp nhiều thì khổ nhiều, chấp ít thì khổ ít. Chấp là gì? Là dính mắc, là cột chặt. Mà tại sao chúng ta giận hờn với nhau? Vì không có vừa ý mình là mình giận thôi. Như vậy cái giận nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta bồi đắp cái bản ngã của chúng ta. Khi nó không đúng ý mình là mình giận à. Còn nó đúng ý mình là mình vui hết á. Quý vị để ý. Cho nên chữ giận nghĩa là nó có một cách khác, là giận là một tâm lý không đồng ý với những gì người khác làm. Thế thôi, chứ có gì đâu. Thí dụ mình để cái ghế đó, mình muốn ngồi mà ai dẹp cái ghế đó lại là nổi cơn lên liền. Mà thậm chí người ta đổi ghế khác, không, tôi phải ngồi cái ghế kia. Rồi bắt đầu người ta hỏi có cái ghế này với ghế kia có gì khác, bắt đầu mình sẽ có lý do. Tại vì thế này, tại vì thế kia. Cái đó không có gì sai đâu. Pháp Hòa chỉ nói để chúng ta nhận định, để chúng ta thấy được cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Thấy gì để làm chi? Để chúng ta thắng lại. Thường thường mình hay thừa thắng xông lên đó.
Cái gì mà mình ăn hiếp được là mình ăn hiếp tới, mình làm được là mình làm tới, mà không bao giờ mình có điểm dừng. Cho nên là cũng may cái bao tử mình nó cũng có chừng mực á, chứ nếu mà nó lủng một cái nữa là mình ăn hoài không ngưng. À, cho nên cái gì mà mình không ngưng được thì người ta nói là không có đáy, gọi là vô để. Hồi xưa thầy trò Đường Huyền Tăng, ngày Huyền Trang đi thỉnh kinh, gặp một cái nạn là rớt vô cái biển, một cái giếng không có đáy. Một cái giếng không có đáy là tượng trưng cho gì? Cái tâm của con người tham không có chừng. Khi mình sân lên rồi cũng không có điểm dừng. Mình quơ, mình đánh được là mình đánh, mình chửi được là mình chửi, mình rủa được là mình rủa, mà lúc đó là không còn biết mình là ai mà người kia là ai. Đôi khi cha mẹ hay là những bậc mà thừa trưởng thượng chửi được cũng chửi, tại nóng quá rồi quên hết, quên mình là một người lịch lãm, quên người kia là một người trưởng thượng. Mà tới hồi xong rồi ân hận, nói con xin lỗi. Hồi xưa Pháp Hòa nhớ mấy bà mà hay tới khấn mấy cái bàn thờ, nhất là tới mấy thánh mẫu, mấy vị thần. Còn lại mẫu, mẫu xá u, xá mê, xá lầm, xá lỗi cho con. Con không biết mẫu là con trời cháu chúa, mẫu chỉ sông cạn, chỉ núi núi tan. Lúc đó là mình mới biết là các bậc ở trên là các bậc lớn lắm. Giờ mình lỡ mình lầm lỗi, con không biết mẫu là con trời cháu chúa, chỉ sông là sông cạn, chỉ núi là núi tan. Cho nên ví dụ như bây giờ mình đã trải qua hơn 3 tháng đại dịch toàn cầu, chúng ta có ở nhà nè, có đủ thứ, mình cũng giống như người ta vậy đó, cũng sợ hãi, cũng sợ bệnh, sợ gặp người ta, đủ thứ kiểu hết. Nhưng mà tất cả những cái đó nó đi qua, mình có giây phút nào mình ngồi mình chiêm nghiệm lại không? Hay là mình cứ để mọi thứ nó đi qua một cách như vậy? Thì hôm nay Pháp Hòa sẵn đại chúng cũng bắt đầu trở về chùa, thì Pháp Hòa khơi lại một vài cái ý để cho đại chúng có cái đề mục để mà chúng ta tư duy quán chiếu. Rốt cuộc cuộc sống này chúng ta cần cái gì? Cần sống thôi. Xin lỗi, bây giờ dịch nó tới rồi, việc làm cũng mất, tiền của tài sản mà mình làm ra đó cũng có thể mất. Sau một cái lần này rồi, những cơ sở làm ăn nhỏ nhỏ mà không đủ vốn cũng có thể phá sản, cũng có thể đóng cửa. Rồi tiền của mà mình để dành xưa giờ đó, bây giờ bắt đầu đem ra xài, tại vì mấy tháng nay không có việc làm. Mà quý vị có thấy là cái income thì không có, mà cái chi ra là đều đặn. Bởi vì chúng ta vẫn phải chi điện, chi nước, chi đủ thứ hết, còn cái thu vô thì không có. Cho nên rất nhiều thứ để chúng ta có thể tư duy quán chiếu. Và trong 3 tháng vừa qua chúng ta ở nhà, chúng ta làm gì? Có người thì chỉ ăn với ngủ thôi, không có làm gì hết. Có người thì lên mạng học nấu ăn, có người lên mạng may vá, có đủ thứ hết, mỗi người mỗi kiểu. Và có những người nhờ cái dịch này bắt đầu rảnh quá không biết làm gì, chơi Facebook. Là nhờ chơi Facebook vậy đó, cho nên là dạo Facebook rồi lại tìm ra được những bài giảng của quý thầy. Tại Pháp Hòa có nhận nhiều lá thơ như vậy. Hồi nào giờ tôi không biết Phật Pháp, tôi không biết chùa chiền là gì, tôi do rảnh rỗi ở nhà chơi Facebook rồi đi dạo trong Facebook và thấy có bài giảng của thầy, bài giảng của người này người kia, và từ đó tôi bắt đầu tôi nghe và tôi thấm thía những cái điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Thật ra mình sống, chúng ta ngoài cái chuyện ăn mặc ở ngủ đi vệ sinh, năm việc mà con người thường mỗi ngày nha, ăn mặc ở, có phải không, ngủ đi vệ sinh, nhiêu đó thôi là việc của con người phải không? Còn một cái việc đại sự nữa là chúng ta ít có làm lắm, đó là chúng ta làm gì để cho cái tâm thức của chúng ta, để cho tâm hồn của chúng ta, nói cách khác là để tâm linh của chúng ta, nó cũng có được cái sự bổ dưỡng. Mình suốt ngày mình lo ăn, mặc, ở, ngủ, vệ sinh, mà không thấy có một mục nào lo cho tâm thức. Nhưng mà khi nó khổ đến á, mấy cái này nó không cứu được.
Có nhiều khi khổ quá trời cũng vì ăn, khổ quá cũng vì giận nhau vì ăn, giận nhau vì chỗ ở, vân vân. Thành thử ra điều đó không sai, vì đó là cái nhu cầu căn bản của con người. Nhưng đừng có quên, chúng ta phải có thêm một mục nữa, đó là chúng ta phải làm gì cho tâm thức của chúng ta, để khi cái khổ đó đến, chính cái tâm thức này mới hóa giải được. Còn cái ăn mặc ở ngủ nó không làm được gì hết. Cho con người mà không có cái tâm linh á thì rất là khô khan và sống rất khổ. Vì vậy mà đạo giáo mới có mặt. Đạo giáo có mặt để làm gì? Để hầu lo cái tinh thần, cái món ăn đó, cái phần đó. Có những lúc bình thường á, có bao giờ mình nghĩ tới cái khẩu trang đâu, phải không? Nhưng mà mấy tháng nay là khẩu trang là cái món mà chúng ta đi đâu cũng phải tìm tới. Nhiều lúc trong cuộc sống chúng ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình phải rửa tay bằng những nước sát trùng, ôi xà bông được rồi. Nhưng mà đến mà khi mà hữu sự rồi là dành nhau mà mua từng cái chai đó. Và thậm chí có người còn lợi dụng cái chuyện đó để lên giá những khẩu trang, lên giá những cái chai nước tẩy. Rốt cuộc để làm gì? Cũng chỉ để việc thôi, giành lấy sự sống còn. Đó là cái mà chúng ta trong đời sống đó. Tới lúc đó là tiền nó vô nghĩa đối với mình. Có bao nhiêu cũng được hết, miễn mua được cái khẩu trang. Có bao nhiêu cũng được, miễn mua được một chai nước rửa tay. Chỉ giữ cái mạng sống, còn tiền bạc nó không quan trọng. Thì có những lúc nào mà trong cuộc sống chúng ta còn mất, hãy nên nhẹ nhàng với mọi việc. Cho nên tu thiền là gì? Là đủ cái khả năng tư duy quán chiếu. Cho nên chữ thiền là nghĩa là gì? Thiền nghĩa là tư duy tu. Tu thiền nghĩa là tu sự tư duy, sự quán chiếu, gọi là tu thiền. Không có gì lạ đâu. Mà cũng chẳng có gì mà chúng ta làm không được hết đó. Chữ thiền là tư duy tu. Người nào hằng ngày sống có tư duy, có suy nghĩ, có biết phải trái trắng đen, có biết trên dưới, có biết thế này thế kia, thì người đó là người tu thiền. Mà người đó chính là tu. Mà người nào có cái đó là người đó đúng nghĩa là một Phật tử của Đạo Phật. Vì Đạo Phật tụng kinh lại Phật cũng không ngoài cái mục đích là để thâm nhập cái đó, thâm nhập cái cách sống đó rồi ứng dụng trong cuộc sống. Chứ không phải là chúng ta ngồi chúng ta lấy điểm với Phật, mà chúng ta có cơ hội để chúng ta thanh lọc thân tâm của mình. Và làm sao thân tâm của mình nó trong sạch, rồi để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Quý vị cứ nghĩ cái gì mình xài cũng phải sạch hết. Nếu mình xài cái khẩu trang này mà xài cho đúng á, là xài xong là bỏ. Cái áo mình mặc cũng phải giặt, đôi giày mình mang lỡ dính dơ phải chùi, nhất nhất đều phải sạch. Nhưng chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện làm sao chúng ta sạch cái tâm. Đi tìm đủ thứ thuốc để giặt áo lỡ nó dính dơ, đi tìm đủ thứ để làm sao trang điểm tóc tai con người mình, không có gì sai đâu, mấy cái chuyện đó bình thường. Nhưng ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhắc, muốn đem ra để chúng ta thấy hằng ngày chúng ta sống chúng ta lo gì nhiều. Cái tâm mình cần phải rửa chứ. Không có rửa tâm thì cái tâm nó ô nhiễm. Ở trong kinh Pháp Cú á, câu thứ hai, cái câu nó như thế này. Câu thứ ba trong kinh Pháp Cú là: nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Cái câu này Đức Phật nói do một cái việc là có một thầy tu còn trẻ nổi giận la hét các vị thầy tu lớn tuổi. Thì cái vị này la xong rồi chưa hài lòng, khi mà gặp Phật thì các vị này, cái vị trẻ này cũng đem cái sự phiền hà đó ra nói với Đức Phật. Đức Phật mới hỏi á: các vị thầy tu lớn tuổi này khi đến gặp thầy, thầy có đứng dậy chào không? Thì thầy này nói dạ không. Rồi thầy hỏi rồi thầy
thầy có lấy ghế mời ngồi không? Nó dạ không. Thầy có lấy nước mời uống không? Dạ không. Thầy có hành lễ không? Vái chào? Dạ không. Đức Phật nói á, phàm là người nhỏ gặp người lớn phải thể hiện những cái lễ độ của một người nhỏ gặp người lớn. Thầy là một người nhỏ không làm được việc đó, mà khi bị trách thì còn nổi giận nữa, thầy phải đi xin lỗi các thầy kia, thì thầy trẻ này nhất định không. Vì thầy vẫn ôm cái dính vào cái chuyện thầy làm đúng. Rồi các thầy tỳ kheo mới hỏi Phật, thì Đức Phật mới nói cái thầy này á, cái tánh cứng đầu này không phải chỉ một đời này, mà nó là tập nghiệp của nhiều đời. Việt Nam mình á, người nào mà nói không nghe thì kêu là cứng đầu, nghĩa là dạy không được, biết sai mà vẫn không sửa, đó là một dạng cứng đầu. Vì vậy khi mà con người chúng ta cứng đầu mà không tự sửa như vậy thì luôn luôn bảo hộ cho cái mình và thấy hiềm hận. Hiềm hận bằng cách nào? Họ đánh tôi, họ mắng tôi, họ cướp tôi, họ thắng tôi. Tối ngày đi tới đâu cũng có nhiều chuyện đó. Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Còn ngược lại, không ôm hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Pháp Hòa ví dụ bây giờ ai làm gì lỗi với Pháp Hòa đi, đi tới đâu cũng kể, người quen cũng kể, người không quen cũng kể, mà thậm chí người ta không biết người đó là ai. Bắt đầu kể: chị không biết người đó đâu, anh không biết đâu, bởi vì tôi phải kể đầu đuôi mới được. Tưởng đâu nói không biết là thôi bỏ qua, tưởng không biết, bắt đầu khi nghe biết người ta không biết là bắt đầu phải kể cho thật chi tiết để người ta biết người đó là ai. Mà người ta biết để làm gì? Biết thì biết thôi, chứ ta có làm gì được đâu. Mà thậm chí ta nghe thành ta không quan tâm, chúng ta chỉ mất sức nói, rồi cứ ôm hoài cái hiềm hận đó, khổ cho mình không. Cho nên á, ở trong những cái pháp bất thiện á, nó có một cái tâm bất thiện, đó là tâm sân. Thường ai cũng biết sân hận, sân thì phải hận, sân hận nó hay đi đôi lắm. Mà sân là sao? Là một trạng thái, là một cái tâm lý biểu lộ cái gì không ưng, không hài lòng. Và có người á thì bộc lộ nhẹ nhàng, nhưng mà vẫn bộc lộ. Có những người bộc lộ một cách mãnh liệt bằng cách là đỏ mặt rồi giận tức lên la hét. Còn có những người giận trong cái lặng lẽ, rồi từ đó là từ giả, không có liên hệ tới người kia nữa, vân vân. Cho nên á, người nào mà muốn tu á, hay là muốn sống cuộc đời an lạc á, thì người đó phải giảm đi cái tâm sân hận. Nếu không thì khổ lắm, tại vì ngủ không được. Đức Phật nói ở trong kinh á, người nào mà sân hận á, có 7 cái điều. Đây Pháp Hòa trích 7 điều này, Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe. Đức Phật nói trong kinh như thế này: người nào mà phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục chi phối, dầu cho người ấy có khéo tắm rửa, khéo chải chuốt, người ấy cũng trở thành xấu xí. Đồng ý không? Bình thường mình có chải chuốt cỡ nào mà giận lên rồi là tự nhiên nó khác liền à. Thí dụ bây giờ mình mặc đồ thiệt là đẹp, trang sức thiệt là đẹp, sức dầu thơm rồi lên, mình ra tới cửa mất đôi dép một cái là trời ơi, mình nổi tam bành mình lên. Thật sự ra cái người sân giận rồi, Đức Phật nói cho dù có tắm rửa sạch sẽ, có trau chuốt cỡ nào mà cái cơn giận nó hiện trên mặt rồi là bắt đầu trở thành ra xấu xí. Điều thứ hai, dầu có nằm trên giường nệm chăn len, họ vẫn ngủ một cách khổ sở. Đồng ý không? Có người nào mà tức giận ai mà ngủ yên không? Trời ơi, bình thường là cái giường nó nằm xuống là ngủ khò nghe, bữa nay nằm ngủ không được, lăn qua lộn lại. Và thậm chí đi chỗ khác ngủ không được vì không đúng cái giường của mình. Vậy mà có những ngày cũng đúng cái giường của mình, đúng cái gối của mình, cái mền của mình mà mình vẫn không ngủ được vì mình đang tức giận. Thứ ba, thu hoạch bất lợi lại nghĩ rằng ta được lợi ích. Thu hoạch trong người nhiều điều bất lợi mà cứ nghĩ rằng mình đang có những điều lợi ích. Thứ tư, thu hoạch điều bất lợi ích lại nghĩ rằng ta không được lợi ích.
Có nhiều khi mình thu hoạch được. Những pháp này được nắm giữ khiến người khác trở thành thù địch, đưa đến không hạnh phúc. Nếu mình ôm lòng thù hận thì khiến cái người mà chọc tức mình trở thành kẻ thù của mình, rồi mình mất hạnh phúc, mình giận, mình không hạnh phúc. Quý vị hôm nào mà có dịp mình tự mình nghiệm mình coi, bình thường mình gặp người đó không sao, mà bữa nào mình giận cái người đó coi, mình gặp mình không muốn thấy, thậm chí đi ngang phải hé nguýt một cái để biểu lộ cho mình, cho người đó biết rằng tôi không ưa vua. Và thậm chí người đó vừa ngồi xuống đây là mình xách giỏ mình đi chỗ khác liền á. Rồi như vậy còn chưa đủ đâu, phải đứng dậy nói một câu nữa, không ưa mà cứ gặp hoài. Rồi cái lợi đằng kia ngồi sạc xuống cái đó, cái người kia mới thắc mắc, ủa sao chị đang ngồi đó, anh đang ngồi đó mà chạy tới đây. Trời ơi, tôi đang ngồi tôi tránh rồi, mà tôi cũng gặp, phải nói, phải làm một cái gì đó để biểu lộ rằng cái sự tức giận của mình với cái người kia, mà người kia có thể không biết, không gì hết. Cho nên trong Phật hay nói, mình giận lên là mình vung vẩy những cái đó ra, người quen không quen, biết không biết gì cứ vung ra, miễn ai trúng độc là được rồi. Những tài sản nào của họ thu hoạch do sự phấn chấn tinh thần, cất chứa do sức mạnh của cánh tay, chồng chất cho những giọt mồ hôi đúng pháp, thu hoạch hợp pháp, các tài sản ấy được nhà vua cho trở về ngân khố của nhà vua. Nếu có được danh tiếng gì, nhờ không phóng dật thâu hoạch được danh tiếng ấy, lánh xa họ. Cái người mà ta tức giận lên, nhiều khi có nhiều của cải cũng giống như bị tịch thu hết vậy đó. Mắt mình đang đẹp nè, miệng mình đang cười tươi nè, tướng mình đang tươi lắm, giận lên một cái rồi là những cái đó nó biến hết. Cũng giống như vua mà thu hết, thu tài sản hết. Cái tài sản con mắt của đẹp của mình giờ nó bị thu hoạch rồi. Cái nụ cười của mình bây giờ bị tịch thu rồi. Ai tịch thu? Sao chị giận vậy? Tại cái thằng đó, tại cái con nhỏ đó, tại người đó mà giờ tôi xấu xí vậy. Thật ra Đức Phật đưa trong một cái bài kinh nói về cái bảy cái hình ảnh mà Đức Phật ví dụ như người sân. Thì bây giờ kế đến Đức Phật dạy tại sao mà các bậc mà người ta tu tập mà ta được đến cái có cái khả năng rồi á, người ta không có bị những cái đó. Đức Phật nói hay lắm. Đức Phật nói như mặt đất. Như mặt đất á, đổ nước sạch xuống, đổ nước dơ xuống, đất cũng không hề từ chối. Người tu tập hạnh như đất, sạch dơ cũng bình thường, khen chê cũng bình thường. Thật sự ra nếu mình vui quá đó thì có lúc mình sẽ buồn. Cho nên tập như đất. Đức Phật nói tiếp, tập hạnh như lửa. Lửa đốt và không có phân biệt nha. Thí dụ lửa đang cháy nó, ồ cái này còn tốt quá thôi chừa đi, cái kia xấu xí đốt cho nó rụi đi. Không, lửa là cái gì mà có, cái gì mà có khả năng mà cháy đó, dù sạch dù dơ, dù tốt dù xấu, để vào trong lửa, lửa cũng cháy rụi hết. Thì cũng như thế, cái người mình, cái hạnh tu của mình, cái tu tập của mình giống như đất, như lửa. Nó có thể nó cháy rã hết. Chữ cháy đây là mình làm cho nó bình an trở lại, cho nó tiêu hóa đi. Cũng giống như gió. Gió có thể thổi, gió có thể thổi tất cả những cái gì có thể bay, dù đó là tốt hay xấu, dù đó là thể mà nó đủ cái sức mà gió thổi là nó cũng bay như thường. Vì vậy mà người tu á, hạnh như gió, hạnh như đất, hạnh như lửa. Chúng ta có đủ khả năng tiêu hóa những cái gì mà nó đến với mình. Thì qua cái bài kệ này nói về sân hận. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm niềm hận ấy, hận thù sẽ tự nguôi. Thì ở đây là hai cái câu nó đối lại. Một cái là chưa chuyển hóa và một cái và được chuyển hóa. Thì chúng ta tu cũng vậy. Khi mình chưa tu thì nó là như vậy. Một cái cây á, nó chưa được chỉnh sửa, nó chưa được uốn nắn thì nó rất là xấu. Một cái cây mà được chỉnh sửa, tỉa, tưới nước, vân vân, thì tự nhiên cái cây nó đẹp ra. Con người mình cũng vậy.
Cho nên mỗi ngày mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình nghe pháp là mình tỉa cây đó. Coi coi cái tâm của mình, đời sống hàng ngày của mình nó như thế nào, để chúng ta chỉnh trang trở lại. Trước khi ra đường là phải muốn cho đẹp nha, nhìn cho dễ coi nha. Thì nhiều khi ông bà mình hay nói, sống sao mà ông bà hay nói, làm sao được đó là làm coi được đó là làm. Thành ra nói là nói cái gì? Nói cái cách sống đó. Còn chúng ta thì tự chỉnh mình, à tôi coi được rồi đó. Cho nên á, thường thường á, đẹp xấu không phải là người ta coi đâu. Đa phần là quý vị để ý, thí dụ mình đứng trước kiến phải không? Mình hài lòng với cái áo mình mặc, mình hài lòng với cái mặt mình hài lòng với tóc mình là mình ra đường, mình tự tin là mình đẹp à. Như vậy thì rõ ràng cái đẹp và cái vui, cái xấu này tự đâu? Tự mình. Mình đồng ý với cái mình đang có là mình bước ra mình tự tin. Tự tin là mình đẹp. Cho nên đó, cuộc sống này không phải là người ta dòm mình, mà cái quan trọng là mình có dòm mình không? Mình có nhìn mình có hài lòng với mình chưa? Nếu mình hài lòng với mình là được. Mà khi mình tức giận lên vì người đó làm không đúng ý mình, cái thời gian nó thấm thoát mau lắm. Mà chúng ta đã là những người Phật tử đã có một pháp môn cho chính mình, thì chúng ta phải nắm pháp môn đó và vững chãi để tiến xa, để tu tập, để chuyển hóa đau khổ. Chứ đừng để mất thì giờ để chúng ta ngồi đó luận tông này tông kia giữa tịnh độ với thiền. Trên này có câu hỏi đầu tiên, mà cái câu này á, nó giống như là một cái problem cho những người hành giả tu tập. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với các em đó, cuộc đời này chúng ta đã rất nhiều học giả, diễn giả rồi. Nhưng mà diễn giả hay học giả thì cũng số nào thôi. Còn cái số lượng phần đông á, là hành giả. Hành giả chiếm số lớn, còn học giả, diễn giả, thuyết trình viên vân vân là tạm một số nào thôi, để rồi cho người ta hiểu cái con đường, cái cách. Chứ đừng có bị những cái pháp môn nó làm khổ mình. Pháp môn là để cho mình tu để hết khổ, chứ không phải pháp môn để cho mình dính mắc vào đó, để rồi chúng ta ngồi đó luận, chỉ trích, phê bình. Nó không đúng với cái đường lối và cái mục đích của pháp môn. Chữ môn là gì? Là cánh cửa. Chữ pháp là con đường. Con đường dẫn mình vào cửa. Cửa này là cửa tu chứ không phải cửa tử. Mà cuối cùng chúng ta biến pháp môn, tức là cửa tu, thành cửa tử. Nghĩa là chúng ta để mất thì giờ quá nhiều để ngồi bài thiền đã xích, đã tịnh. Cái này là cái đau lòng, cái nhức nhối của Đức Phật. Đức Phật không hề chia pháp môn, chẳng qua là tùy phương tiện căn cơ của từng người mà Phật dạy tu. Thế rồi bây giờ chúng ta dính vào cái cách đó rồi chúng ta bài xích lẫn nhau hay là phiền muộn lẫn nhau là không đúng đâu. Nếu là Phật tử có tư tưởng đó thì hãy nên bỏ đi. Bỏ để làm gì? Bỏ để cho tâm mình an ổn, tĩnh lặng. Mà có tĩnh lặng là mình mới có nhẹ nhàng đi được. Còn không thì tu, càng tu thì pháp môn nó càng rỉ mình lại, gọi là tu rỉ. Và cuối cùng mình không đi đâu được, không có đi xa được trên con đường đạo. Pháp môn là để cho mình tu mà, đâu phải để cho mình dính. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như đại chúng ngồi đây có 10 người bệnh, mà mỗi người bệnh mỗi kiểu. Người nhấc chân bị đau lưng, đưa cái thuốc đau nhức xương khớp. Người đau đầu cũng lại gọi là nhức, mà nhức đầu uống Tylenol. Người cũng đau mà đều đau bụng, uống cái khác. Người cũng đau mà đau tai, uống cái khác. Người cũng đau mà đau cổ họng, uống cái khác. Mình không thể lấy một viên Tylenol trị nhức đầu, đưa tất cả mọi người, bắt mọi người phải uống cùng một loại thuốc đó. Nhưng mà nếu như ai đau đầu, uống Tylenol hết, thì cũng nhớ là Tylenol chỉ là thuốc trị nhức đầu,
chứ nó là phương tiện trị bệnh đau đầu, chứ không phải là cứu cánh. Cái cứu cánh, cái rốt ráo, cái tột cùng là cho chúng ta hết đau đầu. Vừa rồi ở bên Linh Quang cũng có một vị hỏi câu này, rồi sáng nay mới ngồi xuống thấy câu này nữa. Thì thưa đại chúng là nếu đại chúng thật sự thương cho tự thân tâm mình muốn đi tu, tu đây là nghĩa là chuyển hóa đó, chứ không có gì đặc biệt đâu. Tu theo Phật tức là nhận pháp môn để chuyển hóa khổ đau chấp trước. Mà cái khổ lớn nhất của con người là khổ gì? Chấp. Cái khổ chính thức của con người là do chấp mà khổ thôi. Thí dụ Pháp Hòa chấp, Pháp Hòa là trụ trì, cho nên ai lỡ nói cái gì xúc phạm tới mình đó, bộ không biết tôi là trụ trì hả? Rồi thí dụ như bây giờ Pháp Hòa làm hội trưởng của một cái hội gì đó, mà người đó vô hỏi chú có phải người làm ở đây không? Nói trời, bộ mặt tôi giống người làm lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta đừng chấp, nói giám đốc cũng làm, hả không? Mà dám làm cũng làm, mà đốc hay suối gì cũng làm hết. Thì người ta hỏi mình có phải người làm ở đây không? Mình chấp chi cái chữ là người làm với người chủ? Người chủ thì cũng vô đây làm, chứ không lẽ vô đây ngồi chơi. Thành thử ra mình chấp cái chữ thì mình khổ theo cái chữ. Chấp là gì? Là dính vào đó. Thành thử ra cái khổ của con người á là không có gì hết, tại vì con người dính nhiều quá. Dính nhiều quá, thành thử dính đâu thì chúng ta khổ đó. Bây giờ đại chúng nghĩ có phải không? Bây giờ đừng nói cái dính gì hết á. Bây giờ thí dụ cho mình thích mua sắm, thích đi shopping, mà bước vô shopping là đụng gì mình cũng dính hết. Thì mình khổ theo cái thích shopping. Rồi cái người, thí dụ một người con trai, một người đàn ông mà đào hoa thì cũng khổ theo cái kiểu đào hoa, tại phải suy nghĩ hoài sao làm cho cái cô đó cũng thích mình. Phải suy nghĩ chữ, suy nghĩ cách nói. Thành thử ra đừng có bao giờ nói chữ đừng đây á, cũng khó. Mà chúng ta phải ráng làm sao là lỡ có chấp thì liền giật mình đang chấp đó. Như tự nhắc mình thôi. Hồi sáng Pháp Hòa đi trên xe thì Hòa nói với Phật tử, thật sự ra đó, tất cả chúng sanh ta còn đều là những người phàm phu sống trong đời này. Chúng ta không hết bệnh đâu. Bớt bệnh là mừng rồi. Giờ ngồi đây ai mà không ba cao một thấp. Người không cao đường thì người cao máu. Không cao máu thì cao mỡ. Không cao máu, cao đường, cao mỡ thì cũng phong thấp. Thấy không? Mà không phong thấp thì thấp khớp. Mỗi người có mỗi cái bệnh. Có hết bệnh đâu, nhưng mà có thuốc uống để nó bình bình cái bệnh là mình mừng rồi. Thế thì chúng ta cũng vậy, đừng có bắt ai phải hoàn toàn hết bệnh. Chính bản thân mình nhiều khi cũng bệnh tơi bời hoa lá mà mình không biết. Cho nên á, có một câu chuyện thiền. Có cái chú nọ, chú đi ngang, chú thấy một vị thầy ăn một miếng thịt. Chú nói tu hành mà còn ăn mặn. Ông thầy ông nói có một cái bụng rau mà làm như dữ lắm. Thì thật sự thưa đại chúng, nói như vậy không có nghĩa là thầy đúng hay là Phật tử đó đúng, mà câu chuyện này chỉ để nhắc chúng ta thôi. Chúng ta là những người tu thì đừng nhìn những người không tu rồi chúng ta coi thường. Mình tu đó là tại chuyện của mình muốn chuyển hóa bản thân mình. Mà biết đâu người ta không tu mà người ta có cách chuyển hóa của người ta. Mà nhiều khi người ta không tu mà tâm ta không có chấp trước, còn mình càng tu càng biết nhiều thì mình lại càng chấp trước nhiều, thì mình lại càng khổ đau. Cho nên pháp là con đường, môn là cánh cửa. Cánh cửa mở ra để dẫn cho chúng ta thấy con đường đại lộ. Cần ôm gốc chứ quan tâm chi cành lá. Gốc vững rồi cành lá sẽ xum xuê. Như trăng kia đẹp chiếu xuống một cái dòng sông long lanh ánh trăng thề. Trăng có sáng mơ màng hay sáng vằng vặc, hạt kim cương kia vẫn thâu trọn vẹn. Phật là vầng trăng mát, Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng,
trăng hiện bóng trong ngần. Chỉ cần hồ tâm chúng ta lặng thì trăng sáng trăng mờ hồ kia vẫn soi vằng vặc. Cái quan trọng là mình ôm cái gốc, cái ngọn ôm làm gì. Thành thử ra tất cả các pháp môn niệm Phật hay ngồi thiền cũng cốt một mục đích là giúp cho tâm mình định. Mà định đâu không thấy, thấy loạn không? Nó trật đi cái mục đích của pháp tu. Mà chúng ta phụ lòng của Phật, mà chúng ta cứ nói bạch Đức Thế Tôn, thưa Đức Từ Phụ, không? Bây giờ Từ Phụ đâu không thấy, mà mình thấy mình có phụ nữa đó, mà phụ lòng. Phụ lòng mong mỏi của Phật, phụ lòng mong mỏi của các bậc thầy của mình đã dày công nghiên cứu hướng dẫn cho mình tu, mà rốt cuộc mình càng tu thì như ở tù. Thầy biểu đừng để dấu huyền, mình cứ cầm cái dấu huyền mình gắn vô, càng tu càng túng, càng tối tâm càng tồi túng, không có thoát được. Cho nên tất cả pháp môn như là thuốc, bệnh gì uống thuốc nấy. Cho nên nhà Phật ta có câu: chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương. Quý vị có nhớ không? Đức Phật từ cõi trời đâu xuất xuống cõi người, Ngài về đây học tiếng nói của con người. Bởi vì Ngài sanh trong cõi người thì phải học tiếng nói của con người. Cái câu nó đơn giản nhưng mà nó sâu lắm, nó thông sâu lắm. Mình ở nước Mỹ phải nói nước tiếng Mỹ, chứ Pháp Hòa không thể ngồi đây với đại chúng mà đa số các em nó nói tiếng Anh rồi mình đi nói tiếng Pháp với nó, để chứng tỏ mình là người giỏi tiếng Pháp. Hay là mình sổ một lô tiếng Nhật, ở đây đâu có ai ghiền sushi đâu, lâu lâu ăn thôi. Mình qua nước Nhật, nếu mình biết tiếng Nhật mình cứ nói tiếng Nhật. Thật ra mình phải biết bệnh gì uống thuốc này, và đừng có lấy cái pháp môn mình để khoa trương thì nó trật đi cái bản hoài của Phật. Tu như vậy thì tự nhiên mình sẽ thấy sao? Niết bàn ngay trong giây phút này. Niết bàn là gì? Là sự an lạc. Vậy thôi. Đừng chấp trước là có niết bàn à. Mà hãy mình chấp trước là nát bàn. Đó là cái câu giải đáp thứ nhất là pháp môn nào cho đúng, pháp môn nào trị được bệnh. Người không tin đại thừa lại mang lòng phỉ báng, xin thầy cho bất cứ lời khuyên dạy. Và trước hết là đại thừa là gì mà tiểu thừa là chi? Thời của Phật chẳng có thừa nào hết. Nhưng mà Phật á, tạm đặt ra ba thừa. Và cái mục đích của chữ thừa là gì? Để nói lên mọi căn cơ trình độ của mọi người. Thí dụ con nít, nó mới học có lớp 2, lớp 3 mình gọi là tiểu thừa, tức là tiểu học đó. Nó học lên tới lớp 10, 11, 12 gọi là trung học, tức là trung thừa. Nó học lên tới đại học chúng ta gọi là đại thừa. Vậy thì bây giờ mình có được quyền nói đứa nào ngu hơn đứa nào không? Cái tuổi nó như vậy thì nó phải vô lớp đó thôi. Chứ làm sao mình bắt cái đứa nhỏ tuổi lớp 5 qua lớp 10 học được. Mà nếu mình không biết như vậy thì gọi là đổ thừa. Giờ Phật dạy có ba thừa, mình tạo thêm thừa nữa. Giống như mình thông minh hơn Phật. Tức đại chúng, đại thừa, tiểu thừa, trung thừa chỉ là một cái ý niệm nói về căn cơ trình độ của mọi chúng sanh trong đời này. Mà Đức Phật ví dụ giáo pháp của Phật như một trận mưa rơi xuống. Cây nhỏ, cây trung và cây lớn, cây nào cũng được thấm nhuần cái nước hết, và tùy theo cái sức hút của nó. Giống như mình nói tiếng Việt, nãy giờ có em nó ngồi nó nghe nó hiểu nhiều, có đứa nó hiểu chút chút, mà có đứa nó hoàn toàn nó không hiểu. Không lẽ mình lại mình nói với cái đứa nhỏ không hiểu, nó anh khờ dại, vô minh quá không hiểu tôi nói. Mình nói chân lý mà, tại vì cái đứa nhỏ cái căn cơ nó tới đó thì sao bắt nó hiểu được. Thế thì đại thừa không được nói tiểu thừa, mà tiểu thừa cũng không được phỉ báng đại thừa. Còn nếu mà nói theo cái từ bây giờ á, giữa đại với tiểu là như thế này. Thời Phật, sau khi Đức Phật mất rồi, hàng trăm năm sau, chư Tăng vẫn còn giữ theo cái truyền thống của Phật.
Nhưng sau này các thầy quan niệm rằng thế giới đã đi vào cái con đường văn minh tiến bộ, chúng ta phải cần có những cái update, tức là những cái cập nhật để cho giáo pháp của Phật nó phù hợp với mọi thời đại. Thì các vị này đi theo cái con đường cập nhật thời đại đó thì gọi là đại thừa, còn mình muốn giữ theo truyền thống thì gọi là tiểu thừa hay là nguyên thủy. Thế thôi, cho nên nguyên thủy cũng không có. Ví dụ thôi, bây giờ một cái nhà đó giữ đúng cái truyền thống Việt Nam, cho nên bước vô nhà là có một bộ ghế kiểu Việt Nam, có một cái bình trà, có cái trái dừa nó hãm vô đó, đúng không? Rồi khách tới nhà cái rấy trà đó ra mời uống đãi rất kiểu Việt Nam. Nhưng mà rồi thờ Phật thờ đồ theo kiểu Việt Nam. Bây giờ con cái mình nó lớn lên theo nước Mỹ, nó đi học nó ở một cái môi trường không thể làm vậy được, mà nó nói má ơi con chỉ thích, xin má ba cho con một cái tượng Phật nhỏ nhỏ con trưng ở phòng khách để mỗi ngày con nhìn Phật, để con biết là con luôn luôn nhắc nhở con mình được quyền nói đứa nhỏ đó sai không. Mình thờ Phật theo cái kiểu của mình là thờ Phật kiểu Việt Nam, còn nó là thờ Phật tại tâm, nó thờ Phật, nó mượn cái hình tướng Phật để nhắc nhở nó do cái hoàn cảnh nó không cho phép. Chúng ta cũng không bài, mà chúng ta còn phải mừng là tại vì nó sống trong môi trường Mỹ mà nó vẫn nhớ Phật. Cho nên chúng ta không có bài xích cái gì được hết á. Mà chúng ta phải thấy rằng mỗi căn cơ trình độ của chúng sanh có khác. Thì Phật Pháp, bởi vì giáo lý của Đạo Phật không có cố định mà phải tùy theo mọi căn cơ trình độ mà Đức Phật nói. Chứ không thể nào một khuôn một mẫu nó được. Quý vị thấy cái lưỡi không? Nó mềm mỏng cho nên nó ở với mình cho đến giờ mình chết. Còn cái răng nó cứng ngắc cho nên chừng 60 bắt đầu rung lay rồi. Vì nó cứng ngắc, nó cố chấp cho nên nó gãy trước. Còn cái lưỡi nó mềm mỏng cho nên nó mới ở với mình được lâu dài. Người sống mà không mềm mỏng, không uyển chuyển thì làm sao có thể sống ở đời được. Thưa đại chúng, xây dựng thì khó mà đánh đổ thì rất dễ. Mà chúng sanh đã quá khổ do đủ thứ kỳ thị phân biệt trong cuộc đời này rồi, mà chúng ta là người đệ tử của bậc giác ngộ mà còn kỳ thị phân biệt nữa, thì có phải chúng ta cái này Phật gọi là gì? Khổ khổ. Quý vị có nhớ cái này không? Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Khổ có ba loại. Thì một cái gọi là khổ khổ là vậy đó. Cuộc đời này đã khổ rồi, cho nên các anh mới đi chui vô trong chùa để tu. Rốt cuộc các anh khổ tiếp. Khổ kiểu tu đó, ngồi tụng kinh bằng vậy là trật nha. Tụng kinh vậy phải đúng nha. Lần chuỗi mà tới cái chỗ đó mà không quay lại là Phật quở nha. Rốt cuộc ra cái sâu chuỗi làm mình khổ. Cái sâu chuỗi là để phương tiện để mình định cái tâm mình đừng có tán loạn. Mình lần chuỗi niệm Phật mà rốt cuộc cũng mấy cái hột đó sâu vô à. Hồi đầu nó nằm ở ngoài một rổ không sao hết á, nó yên thân nó lắm. Mà hãy nó sâu vô thành 108 rồi cái tới đây say nghe, mà say nhiều khi nó chóng mặt nó không chứng à. Đừng có như vậy là mình sẽ khổ. Cái đó Phật gọi là khổ khổ đó. Cuộc đời, cái thân này vốn đã khổ rồi, có nó là khổ rồi. Sáng mà không súc miệng coi biết tai. Ngủ dậy mà không rửa mặt coi, không rửa mũi coi, không rửa tai coi, một ngày làm việc mệt không tắm rửa coi. Thân này vốn đã là cái nguồn khổ rồi, rồi chúng ta chồng mấy cái khổ khác lên nữa là sao? Tức là khổ khổ là đã có thân có khổ rồi còn thêm bệnh tật. Cuộc đời này ở ngoài đời khổ quá trời quá đất, chạy vô trong chùa hầu mong tu cho hết khổ. Bây giờ nắm được số pháp môn rồi bắt đầu vung khổ. Chuông phải thỉnh 3 tiếng, dứt cái câu đó phải cái bon liền nghe không? Chứ không bon là Phật không biết. Phải cắm cây nhang, tới Phật phải thắp cây nhang nghe, để nói với Phật I am here. Còn thôi Phật không biết. Cho nên rồi tu càng khổ, càng tu càng khổ. Mà hỏi tu để làm gì? Tu để hết khổ. Mà tu riết nó không khổ, nó mất cái dấu còn khô. Trời ơi, tu riết khô queo khô đét. Tu riết khô queo khô đét. Ai gặp mình cũng kêu
tu khô. Bữa nào ta lấy dưa leo với rau răm ta xé ra khô, ta trộn khô. Nhẹ nhàng cái chuyện đó. Đừng có bài bán cái gì hết. Cái gì mình không đồng tình, im lặng để đó. Mình không thích không có nghĩa là cả thế gian này ta không thích. Cái món mình không thích ăn đâu có nghĩa là cả thế giới này phải từ chối nó. Quý vị thấy không? Mắm ruốc là hôi thấu trời mà cũng có người ghiền vậy. Mình không thích nó, mình thích nó, mình kêu sầu riêng. Đáng lý là phải sầu chung quá, tại ai cũng dành. Còn mình không thích nó, mình đến chỗ nào mình ngồi kêu sầu riêng. Cho nên đừng có như vậy, mà càng như vậy là mình sẽ càng sai, đi xa với Phật lắm. Bởi vậy cho nên mình tu hoài, tu quỷ mà không tới đâu hết, mà tội nghiệp Phật Di Đà ở trển trống chỗ quá trời. Mà ngày nào cũng nghe người ta niệm Phật cầu vãng sanh hết á. Mà vãng sao được, khi phiền não chưa vãng, thì mắc cái gì mà lợi chết mới vãng. Đời này không siêu được cái phiền não của mình, không siêu được cái chấp trước của mình mà đòi về cực lạc Tây Phương. Cái đó cũng có mà cực khổ Tây Phan. Còn không nữa thì còn không nữa là cực khổ rồi cuối cùng khiêng về Tây Ninh. Chữ đại, chữ tiểu ở đây chỉ nhằm một mục đích, chỉ cho căn cơ, chứ không có cái ý bài bán ai là ngu hay ai là khôn hết. Cũng giống như Pháp Hòa nói vậy, đây cái chuông này. Cái chuông này nó nhỏ hơn cái chuông kia, mặc dù nó đồng một tên là chuông gia trì. Quý vị nhớ nha, chuông tụng kinh gọi là chuông gia trì. Chuông thỉnh cái bon ở trong chùa mà ư thiệt bự kêu là chuông đại hồng. Còn cái chuông tụng kinh là chuông gia trì. Thì cái chuông gia trì này nó với cái chuông ở đằng đó là nó cùng một tên. Nhưng mà nó nhỏ hơn cái kêu chuông nhỏ, tiểu, tiểu chung. Cái đó lớn hơn kêu đại chung. Mà đại chung là tại vì bây giờ giữa nó, hai cái này nó có mặt ở đây. Nếu mà đem cái này đó, đó mà lớn tới một cái chùa to hơn nữa thì giờ nó thành gì? Trung chung. Hiểu ý không? Thành thử ra cái mà cho là tiểu á, là nó tiểu với ai? Cái mình cho đại là đại với ai? Chứ đâu phải cái mình kêu tiểu là người ta tiểu hết. Hiểu được như vậy thì tu không có cực khổ. Càng tu càng tươi chứ không có càng tu càng khô. Nếu mà mình thỉnh một tượng Phật về mà dày sao lại Phật cho nổi. Đó, trời ơi con khổ, con muốn nhìn Phật cho con hạnh phúc mà sao Phật thấy Phật nhăn quá. Mình đi tìm cái tượng Phật là muốn nhìn cái tượng Phật cho tươi, Phật cười cho đẹp. Phật bình lặng, tâm Phật bình lặng, ngồi yên bất động, nở nụ cười giữa gió lộng xôn xao. Cuộc đời này sẽ đẹp biết bao nếu ai cũng chỉ biết làm giàu chân thiện mỹ. Đó là chân, là nói chân. Bây giờ quý vị, cái đó bây giờ thí dụ bây giờ cái người đó họ không phải cùng một đường hướng với mình, rỡ đó mình tiểu với đại với ai. Thành tử ra cứ hiểu như vậy để mình tu cho nó thoải mái, cho nó nhẹ nhàng. Quý vị cứ nhớ càng tu phải càng tươi. Càng tu càng khô là tu trật rồi đó. Ăn cơm khô khô mà còn miếng chan miếng canh mà. Bình thường không tu hành, đến lúc lâm chung được nhờ thân nhân xin quy y nguyện về Tây Phương, hỏi là có được thành tựu như ý nguyện không? Dạ thưa thì cũng được, nhưng mà Tây Phương thì không biết tới không, nhưng mà Tây Ninh, Tây Á, Tây Tạng, Tây Ban Nha gì thì chắc có thể. Thưa đại chúng, như thế này, một người không tu, người không biết lái xe mà tối ngày cứ đi quá giang thì cái này là không chắc mà hên xui. Nhiều khi phone nhờ con người rảnh thì chở, không rảnh thì ở nhà. Còn nếu mà mình quá giang người ta, có thể người ta không cho mình đi được tới cái chỗ mình muốn, nhưng mà ít nhất chắc cũng được một đoạn. Rồi đứng đó chờ người quá giang đi tiếp. Nó kêu là hitchhike. Đi tới đâu giơ tay cho quá giang. Mình tu thì nó tốt hơn là mình không tu. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa thèm cái đó, mà quý vị có ăn giùm thì cũng cảm ơn vậy thôi, chứ còn Pháp Hòa không có no. Mà cho dù quý vị có thương Pháp Hòa đến tột cùng,
thầy há họng ra đút miếng à. Nhưng mà quý là quý vị thương đến mức là khỏi cho thầy làm gì hết á, thầy chỉ ngồi há miệng để vô thôi. Nhưng mà thầy vẫn phải làm một cái việc cuối cùng là nhai và nuốt đó. Mình tâm mình nó phải có tu thì khi cái tu nó đến nó tương ứng. Cái này hôm nay Pháp Hòa nói mấy lần rồi đó, mà nói nhiều mà hình như là cậu không đủ, tại vì xào tới xào lui cũng bị căng tàu hũ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như ở đây quý vị thuộc cái bài đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, quý vị thuộc cái bài hát lên cái thì quý vị hát sao? Hát theo. Còn nếu quý vị không thuộc thì không thể hát được. Bây giờ Pháp Hòa hát cũng cái điệu nhạc đó mà chữ khác. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay, hay thất tình bao lần nên vào chùa để ẩn tu. Khi hát như vậy thì đại chúng chỉ ngồi nghe mà không theo được chữ nào hết, tại vì quý vị không có những chữ đó. Cũng như vậy, nếu quý vị thuộc A-di-đà Phật thân kim sắc thì Pháp Hòa tụng lên, quý vị sẽ đáp lại liền: tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Tâm mình có cái đó thì khi người ta tới người ta hộ niệm, người ta giúp mình tương ưng, thì cái đó nó có sức mạnh nó đi lên. Cũng giống như lỡ cái xe mà nó ngừng lại rồi, một người phải ngồi trong xe cầm cái bánh lái, mặc dù nó không còn điện gì nữa nhưng mà ở sau đẩy thì nó làm nhẹ chiếc xe hơn. Chứ còn bây giờ xuống hết thì đẩy cũng được mà nó nặng. Có phải không? Mình cũng phải thế thôi. Tâm mình phải có Phật thì người ta tới tụng Phật thì nó mới tương ứng. Mình không bao giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà người ta tới tụng tới chữ Đà cái mình tưởng Đà Lạt, mình nói dạ Nam Mô A Di Đà Lạt. Mình phải có chữ Đà Phật thì khi người ta tụng tới đó mình mới đáp theo được. Thí dụ quý vị tụng, quý vị thuộc là Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Địa Dạ Tha, tụng chú vãng sanh mà, thì người ta tới người ta tụng cái đó mình nói không, tôi không có biết chú, tôi biết thiếm không à. Có thiếm không? Rồi ta nói già di nị già già na, cái chừng đó nói, em ơi đứng sát gần ta ngại gì. Già di nị già già na, ta nói chỉ đa ta lễ ta bà ha, mà mình không nhớ, mình cứ thưa già di nị già già na, em ơi đứng sát gần ta ngại gì. Ta tụng a di rì đô bà tì, nó dừng chân đứng lại xanh rì cỏ xong. Vậy thì mình tu có tu nhờ tu mướn gì được không? Mình không có tương ưng thì nó không có thể được. Phải hai cái nó phải tương đồng. Cho quý vị mới thấy nè. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy tâm khéo tu, não phiền không thể hại. Bây giờ cái câu nó tương đương. Như mái nhà vụn lợp, chữ thôi, mưa như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt. Tâm không tu, não phiền sẽ xâm chiếm. Nếu mà cái nhà khéo lợp và cái vụn lợp là hai cái nó khác liền, mình phải có cái tương ưng đó thì mình mới có thể đi được. Thiếu một nhân một cũng không thể được. Hồi sáng cô trụ trì cô có gọi, cô nói là bữa nay con trả thầy có 1 tiếng thôi nghe. Thầy vừa tham là ráng chịu á. Rồi đại chúng câu hỏi kế tiếp. Kính bạch thầy, cho con xin hỏi, người mất rồi có nên nhận tiền điếu không? Nếu nhận và đem hết số tiền đến điếu đi cúng dường và làm từ thiện thì người mất có bị mắc nợ không? Thưa đại chúng, cái vấn đề phúng điếu chẳng qua là một hình thức khác, cũng như ở đời chúng ta đi ăn tiệc. Khi mình nhận một lời ăn tiệc của ai, mình đều đem một món quà đến với cái bữa tiệc đó. Bất cứ thứ tiệc gì, quý vị kiểm đi. Người ta mời đầy tháng, không lẽ tới tay không? Người ta mời thôi nôi, không lẽ tới tay không? Người ta mời sinh nhật, không lẽ tới tay không? Rồi người ta mời đám cưới, không lẽ tới tay không? Rồi bây giờ đám tang tới, không lẽ tới tay không? Mình tới, mình có một chút quà, đó là cái tấm lòng của mình
đối với người mất cũng như người còn. Có thể mình không quen người mất, nhưng mình quen người còn. Và mình biết người còn ở lại phải lo chi phí, cho nên mình mới đem một chút quà tới. Tại sao lúc đám cưới mình tới, mình không nghĩ là người đó mắc nợ mình, mà lại sợ là lúc đám tang mắc nợ? Ở cái trường hợp này không ai nợ ai cả, bị mình có xin đâu mà nợ. Người ta có quyền tới tay không, mình không hề bắt buộc người ta đến bằng cái gì cả. Nhưng mà ở đời này chúng ta luôn luôn sống là có tình, có nghĩa, có đối, có đáp, có thủy, có chung, có trước, có sau, có nhân, có nghĩa. Thì chúng ta mang một chút quà đến phúng điếu là chuyện bình thường, không hề có nợ nần gì trong vấn đề này cả. Nếu quý vị ngại, quý vị không nhận, thì người ta cũng chẳng đi tay không đâu. Người ta sẽ đặt một vòng hoa. Mà cái vòng hoa mà 50 đô á, thì có không được. Muốn nhìn cái vòng hoa cho được cũng phải 100, 150 đô. Sợ nhận 50, nhận cái vòng hoa 150 đô cũng vô đó thôi. Thành thử ra cái vấn đề chúng ta là phải thấy rõ là cái này không phải là sự xin xỏ, không ai nợ ai cả, mà chẳng qua là cái tình nghĩa đối với nhau. Rồi nếu như mình nhận tiền, mình không dùng đến, mình làm từ thiện, người chết cũng không hề mang nợ, bởi vì mình đã dùng số tiền đó để trang rãi cho tất cả mọi người, gieo cái nhân duyên cho người mất cũng như là mình. Nhờ cái người đó nằm xuống mà có được số tiền này, rồi mình làm cái nhân connect, là mình trang rãi cho mọi người. Cho nên đời nào kiếp nào mình luôn luôn tương trợ với nhau. Và thậm chí có thể nói một người nằm xuống mà cũng để lại chút phước cho đời. Thành ra cái này là cái điều không có gì trở ngại trong vấn đề nhận. Mình không nhận cũng chẳng sao. Nhưng mà thưa đại chúng, không bao ít, rất ít ai mà người ta đi tay không vì cái tình nghĩa trong cuộc sống. Quý vị cứ nghĩ đi, bạn bè thường thôi, lâu lâu rủ mình đi ăn nhà hàng, đãi mình 2 lần, không lẽ mình không sắp xếp đãi người ta được 1 lần sao? Nó kỳ. Vậy người ta nói mình lợi dụng, phải không? Hoặc là mình tự thấy ái ngại. Tức là phải luôn luôn có cái sự qua lại với nhau. Mà nhờ có qua lại như vậy cho nên cái tình nghĩa nó mới khăng khít. Chứ còn sống mà mạnh ai nấy biết thì có gì đâu để nói. Thưa đại chúng, quý vị đừng ngại. Nói như vậy thì tùy hỷ trong mọi gia đình. Mà nếu quý vị thí dụ nhận tiền, quý vị để câu gì? Tịnh tài phúng điếu sẽ dâng vào quỹ từ thiện. Mình ghi rõ trên cái thùng vậy. Nếu mình ngại người ta nghĩ mình xài cái tiền đó, thì mình để cho người ta rõ luôn. Giống như người Mỹ ở đây họ thực tế lắm. Họ không nhận điếu phải không? Nhưng mà họ send cho mình một cái message: tất cả những cái tiền nào mà tặng cho người mất, xin hãy gửi thẳng về bệnh viện ung thư gì gì đó, với cái tên, dưới cái tên của cái người mất đó. Thì họ cũng quan niệm là người mất đó trước lúc còn bệnh đã nằm trị bệnh tại bệnh viện đó. Bây giờ chết đi rồi thì tất cả những gì có được của người mất này do họ mất đó nên gửi về đó để hỗ trợ cho cái công trình, cái nhà thương đó, cái bệnh viện đó được thêm cái phần lợi lạc. Tốt thôi. Rồi quý vị thấy nè, thậm chí chúng ta, cái người chết không để gì lại nữa mà chết để lại trái tim, con mắt, lá gan, lá thận cho người khác được dùng. Nói chung cái này là đồ dởm, xài vài chục năm là nó muốn hư rồi. Nhưng rồi ký cái giấy cho người ta mà cũng mong là tới hồi mình chết người ta còn xài được. Chứ nhiều khi ký xong rồi cho người ta nói dạ thôi, cái này nó overdate rồi cũng chẳng xài được. Thành thử ra nếu mình sống mà mình trước khi chết mà còn để lại một chút gì cho đời, đó là cái phước cuối đời của mình. Đừng ngại ngùng chi chuyện đó. Cũng đừng sợ vì cho trái tim mà đời sau mình chết ra mình không tim. Hồi rồi có câu hỏi, con em nó hỏi Pháp Hòa vậy đó. Nó nói con ký giấy con cho người ta tim, gan, phèo phổi gì đó, rồi đời sau con sinh ra con có cái đó không? Mà nó hỏi bằng tiếng Anh đó. Cái câu hỏi đó vừa rồi không biết hỏi ở đâu, quên rồi, hỏi vậy đó. If hả? Ở chùa Văn Thù hả? Và trả lời xong rồi nó xuống nó cảm ơn, nó nói thầy đã giải tỏa được cái câu hỏi đó của con. Mình là con số 0.
từ không ra có nè, rồi từ có này đi về không. Ước mong một ngày trước khi về không còn chút gì để cho. Có cho thì hãy cứ cho, lỡ mai này không có gì để cho. Thấy không? Nếu mình cho được ai cái gì đó, còn gặp nhau thì chúng ta cứ cho nụ cười, cho lời nói, cho tình thương, rất nhiều thứ để cho. Cho nên thưa quý vị đừng ngại chuyện này. Còn nếu mà ngại nữa đưa hết em. Thưa thầy, con thường nghe nhiều người nói khi tụng kinh ở nhà thì sẽ có vong vào phá. Thứ hai, những Phật tử được thầy truyền giới, thầy không có ở đây thì những Phật tử đó chưa vào sự hướng dẫn từ đâu để tu tập. Giờ trả lời câu hỏi một trước. Nếu nói tụng kinh mà có vong theo, vậy thì tại sao không nói rằng ở nhà mở phim ma, ma nó theo? Mở phim ma coi mỗi ngày không sợ, mà mở kinh sợ vong theo. Không có nghĩa, không có lý. Mà cũng chẳng có cuốn. Nếu mà thật sự kinh mà mở lên cho người sống nghe, mà người chết nó đeo theo nó nghe, thì kinh này thiệt là kinh điển. Còn mình mà sợ nó thì kêu kinh dị, hoặc là kinh hồn, còn không là kinh khiếp. Quý vị mở nhạc quý vị nghe, sao không sợ vong nó vô nó nghe nhạc? Bộ vong nó chỉ nghe kinh thôi sao? Có những vong Thiên Chúa nó không nghe kinh sao? Đừng có sợ cái chuyện vô lý đó. Đây là tà kiến, không phải của đạo Phật. Thí dụ như mình ở Nam Mô A Di Đà Phật, mở suốt ngày đêm, ai đi tới cũng nghe Nam Mô A Di Đà Phật, thì có chuyện gì để lo đâu. Còn nếu như mình mở tầm bay tầm bạ thì ta cũng nghe, mà ta nghe tầm bay tầm bạ. Còn mình mở Phật, người sống cũng nghe Phật, mà người chết cũng nghe Phật, thì gọi là âm siêu dương thới. Mà được như vậy thì cả pháp giới chúng sanh sớm thành Phật đạo. Ban đêm mở kinh nghe sợ vong, sợ tội, mà mở rỉ rả hoài. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắc hiu. Trời ơi, mình nghe sao mình lộn bên này. Tôi người với những cô liêu lây qua đây. Rồi cứ buồn hiu một mình. Dạ ai đây? Dạ em. Em ngủ không được, em nghe này em buồn quá. Đây buồn hiu một mình này. Mình mở kinh mà ai mà bây giờ hỏi chứ tại sao? Mình là cái gì mà mình thấy vong nghe? Vậy là mình là vong hay người sống? Ông thầy chùa ông tu mấy chục năm mà không thấy vong nào nghe kinh, mà mình mới tu hai bữa biết hết trơn. Có vong nghe hay không mình cũng chẳng thấy. Vậy mà tại sao mình đặt ra cái chuyện là mở kinh có vong nghe? Thật là một cái tà kiến. Tu mà không học là thêm lớn vô minh. Học mà không tu là thêm lớn tà kiến. Đấy, học mà không tu. Cái chữ tà kiến ở đây Pháp Hòa không có cái ý là la rầy gì, nhưng mà ý đây là định nghĩa thế nào là tà kiến. Những hình thức tín ngưỡng như vậy là tà kiến. Rồi bây giờ thứ hai, thầy quy y cho Phật tử mà thầy không có ở đây. Thưa đại chúng, em từng nói tất cả những thầy quy y cho mình chỉ là một vị thầy đại diện cho chư tăng để làm cái lễ đó cho mình. Chư tăng trong mười phương này, tăng Lào, tăng Tàu, tăng Việt, tăng Thái, tăng gì không biết, mà thầy đó, ở nơi thầy đó có giáo pháp, đều là thầy của mình hết. Quý vị quy y Phật mà Phật ok chưa mình không biết, mà không mắng giống Phật mà mắng giống em. Mình nói mình quy y Phật là quy y Phật Thích Ca, nhưng mà không có nghĩa là chỉ Phật Thích Ca. Mười phương pháp giới chư Phật này, Phật Di Đà mình cũng quy y, Phật Thích Ca mình cũng quy y,
Phật A Xúc, Phật Di mình cũng quy hết. Vì Phật là mười phương, pháp mười phương, tăng mười phương. Vị thầy mà đã làm lễ cho mình chưa đủ là tăng, phải bốn tỳ kheo mới gọi là tăng. Cho nên thầy chỉ là người đại diện cho chư tăng làm cái lễ đó cho mình. Tăng trong mười phương này là mình. Đó, quý vị thấy không? Quý vị có quy y với thầy Việt Nam mà có nhiều người tu với thầy Việt Nam đâu. Quy với thầy Việt Nam mà tu theo Tây Tạng. Quy với thầy Việt Nam mà có bao giờ cúng dường cho thầy, cho có chùa Việt Nam có được hưởng đâu. Quy với thầy Việt Nam mà cúng Tây Tạng không à. Lại theo kiểu Tây Tạng nữa. Mà nửa chết đòi nghe kinh Việt Nam. Quy tiếng Tây Tạng không hiểu gì hết. Rồi sách cái tên Tây Tạng lên biểu ông thầy Việt không dịch. Ông nói quy Tây Tạng thì nhờ Tây Tạng dịch, thì tôi có biết tiếng Tây Tạng đâu mà tôi dịch. Mình là người Việt, phải nghe tiếng Việt thì mình cái ý thức mới sâu sắc, mình mới biết cái gì mình tu. Người ta Tây Tạng thì người ta quy với Tây Tạng, ta nghe tiếng Tây Tạng. Mình Việt Nam mắc gì chạy theo Tây Tạng. Mình trọng hết, nhưng mình phải nghe cái gì mình hiểu. Đây nè, nổi cái tiếng Việt thôi, tụng còn chưa hiểu hết đó. Cho dù cái câu là đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp, đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả nay con xin sám hối. Hiểu không? Hiểu. Nhưng mà hỏi giảng nguyên bài đó giảng được không? Thế nào là đệ tử? Thế nào là vọng nghiệp? Một câu đó thôi mà có hai ba chữ cần phải giảng. Đệ tử nghĩa là gì? Vọng nghiệp là chi? Đều do vô thủy. Vô thủy là sao? Tham sân si là gì? Câu thứ hai phải giảng. Từ thân miệng ý là sao? Tất cả hôm nay xin sám hối. Chữ sám hối là gì? Đó, tụng tiếng Việt là hiểu đó, nhưng mà biểu giảng chưa chắc giảng xong. Vậy mà học tiếng hỏi mình hỏi tụng gì biết không? Dạ Tây Tạng. Vậy thì mai mốt mà có chết á, đừng có nhờ thầy phục nguyện là nguyện hương linh trực giảng Tây Phương. Phải theo câu đó, nguyện hương linh trực vãng Tây Tạng. Pháp Hòa nói vậy là phóng nghĩa, là Pháp Hòa bài xích gì. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn xác định quý vị giống như con nít nó nhỏ đó. Giờ nhỏ dẫn lên chùa quy y, đâu biết gì đâu, mẹ kêu gì làm nấy thôi. Mai mốt nó lớn, nó có ý thức, dẫn nó lên chùa làm lại. Vì khi nó có ý thức, nó mới biết giữ giới là gì. Tại sao không sát sanh, tại sao không khổng cấp, tại sao không tà hạnh. Chứ không phải là nó quy hồi 6 tuổi vậy là nó thành đâu. 6 tuổi đó chỉ là quy y thôi, nhưng mà nó chưa ý thức gì hết, mà thậm chí nó chưa giữ giới nữa. Phải 13 tuổi nó mới có thể đủ năng lực hiểu giới là gì để nó giữ. Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng nghiệm coi. Pháp Hòa không có nói là đúng hay là sai gì, nhưng mà trình bày để đại chúng chúng ta chiêm nghiệm lại. Ở cái chỗ là thầy mình tất cả ở đâu có Phật Pháp mà chúng ta hiểu được đều là thầy của mình. Này, đã quy y rồi, nay gặp thầy liền cảm kích, xin được quy y với thầy được không? Dạ không. Quy y kiểu này là quy y cảm tình, không tốt. Tu không có tu cảm tình. Phật tử cũng có nhiều dạng nha. Phật tử đi chùa do trí tuệ sáng soi. Phật tử cảm tình cũng có, tại thương sư cô trụ trì tới à. Mà thương là có gì? Có ghét. Cho nên gì? Đừng có ghét, đừng có thương gì hết. Nếu ở người đó có sự giáo pháp để chúng ta học thì chúng ta tới. Chỗ nào có ăn không có pháp, không tới. Chỗ nào có pháp mà không được ăn, tới. Chỗ nào có pháp mà có ăn, càng ở. Chỗ nào không pháp không ăn, giọt lẹ. Em không có nói, Phật nói. Nói vậy đó, em nghe vậy em nói lại à.
Hồi nãy nói rồi, quy y là quy y mười phương tăng, not only me. Mà cái gì là một là sẽ dễ đánh đổ. Còn cái gì là tập thể là hoàn toàn không. Cái tập thể nó mới quan trọng. Cá nhân mình chỉ là một, đừng vì một cái cá nhân đó mà làm hư cái đại thể. Cho nên á, nhiều khi á, mình giận cái người đó quá, gặp cái người đó ngay cây xăng, bật lửa lên đốt họ, nổ cái đùng, hết cả cái khu đó ảnh hưởng. Quán chiếu cái đó để rồi chúng ta thấy chúng ta phải làm gì, giết người đó hay là cả đại chúng. Có người nói không nên bỏ bông hồng trên quan tài người mất vì có thể làm họ đau đớn, có phải vậy không? Nếu muốn biết hỏi người mất. Em có nằm ở trong đó ai biết. Em nói thiệt à. Cái chuyện mà mình để bông hồng mà hỏi em thì sao em biết. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta sống, chúng ta có những cái quan niệm theo người sống, rồi chúng ta đem áp dụng cho những người mất, cho thánh thần, cho nên nhiều khi các ngài cũng khổ lắm. Mình ăn chè mình thích nước cốt dừa, cho nên cúng mình cũng chan nước dừa lên. Mà rủi Phật đó, ổng sanh ngoài Huế, ổng biết ăn nước dừa đâu. Nhưng mà rồi cái mình ấy, rồi mình cũng định nghĩa Huế không bao giờ ăn nước dừa, mà kẹt cái Huế này sanh trong Sài Gòn. Cho nên biết ăn nước cốt dừa. Đưa chén chè mà không nước cốt dừa, Huế này không chịu. Mình người sống là mình thích sao là mình áp đảo người khác như vậy. Mình sợ bông hồng. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là bộ chỉ có bông hồng mới có gai sao? Nhưng mà rồi cũng có những quan niệm khác là đi coi ngài. Đi coi ngài rồi sợ cái người mất đó chết trùng, có thể về kéo thêm người thân. Cho nên liền lấy mấy cái gai của cây bông bưởi á, châm vô mắt người chết, để với cái mục đích là cho người chết bị có thương có tật con mắt để đừng kéo về người sống. Tà kiến không? Tà kiến. Nói người chết này chết trùng nè, có thể về lôi kéo thêm người sống trong gia đình. Đi mua cái lưới chài á, về bó họ lại mấy chục vòng vậy để họ không có được dung dậy. Rồi cũng là một tà kiến. Rồi xong rồi có người quan niệm á, là cái người chết đó đó, họ chết xấu, ngày xấu, lấy nguyên cái rế nồi cà lọ thiệt là đen lên mặt họ để cho họ tối tăm, họ không thấy đường. Cho nên thưa đại chúng, người sống của mình nghĩ sao là mấy người chết lãnh đủ hết. Thì Phật Thánh cũng vậy thôi. Mình thích ăn xoài là bàn thờ xoài không, không bao giờ có trái khác. Pháp Hòa nói rồi, đại chúng kiểm coi. Hỏi kỳ này cúng dỗ má cúng gì ta? Tao thích cà ri. Tôi thích ragu. Ta nhìn bàn thờ toàn là đồ người sống khoái không à. Rồi cái hồi mình nói, hồi má sống á, má thích ăn cái món đó mà để nguyên xương á, mà quên bà già giờ 80 rồi xương ra nữa cả. Thưa đại chúng, là mình phải hiểu rằng khi mà chúng ta đã mất đi rồi thì cái thân tứ đại này nó chẳng là gì hết. Ai muốn làm gì làm. Để hoa hồng lên sợ gai, vậy thì tại sao đốt không sợ nóng, chôn không sợ ngợp, bỏ một phòng lạnh không sợ người ta lạnh, rồi thụt ống vô bơm minh những cái chất dơ trong người ta không sợ người ta đau, mà chỉ có một cái gai sợ người ta đau làm sao? Đội Pháp Hòa nói vậy rồi để chúng suy nghĩ. Ở Việt Nam mình đó, trời ơi, liệm bao nhiêu lớp rồi nhét rồi nhồi, nào là trà, nào là gòn tấn, rồi bao ni lông cột quấn lại. Trời ơi, mình thấy cái người đó mỏ la ngọc quá, ngọc quá. Để một cái hoa hồng nhẹ lên thôi mà sợ đau, phải không? Mà đè ta muốn chết gì không sợ ta ngợp, không có ly.
Cho nên rồi đôi khi cái người sống của mình á, bày hiểu kiểu này, bày kiểu kia mà lãnh đủ hết, tội nghiệp không Phật. Chứ thấy chuông hết giờ rồi. Mình còn thêm 3 câu hỏi nữa nổi không? Xin thầy hướng dẫn chỗ quỳ lại trước bàn thờ, vì con nghe nói không nên quỳ trong khu quý thầy ngồi, phải nói khu vực quý thầy ngồi. Tiếng Việt mà viết không rõ nó nguy hiểm lắm. Giống như đang xếp đồ ăn vậy, hỏi chị này để đâu, chị để đầu thầy á. Để cái đầu bàn chỗ thầy ngồi á, mà nói vậy đó. Quý vị nghe câu hỏi nghe kịp không? Có cần repeat không? Xin thầy hướng dẫn chỗ quỳ lại trước bàn thờ. Thưa đại chúng, theo cái nguyên tắc, thật sự cái này cũng mình bày thôi chứ Phật cũng chẳng nói. Ở đời con người chúng ta sống thì có trước có sau, có trên có dưới vậy thôi, chứ không có gì. Thì thường trong luật dạy á, cái chính giữa của cái chánh điện mà gần gần trên á, là cái vị trí của vị trụ trì. Chúng ta không nên đứng ở cái vị trí đó để lễ, chỉ để tôn trọng cái vị trí của người trụ trì. Nhưng mà nó có cái trường hợp là nếu cái chỗ đó nó chật quá rồi, thì mình biết chỗ nào là trụ trì, chỗ nào không. Chùa của người Hoa thì họ quy định rõ lắm. Cái gối mà quỳ của thầy trụ trì á, họ đặt thẳng ngay chánh điện mà mãi mãi cái chỗ đó nằm đó. Rồi thậm chí họ còn để một cái bảng ở trên là xin đừng quỳ ở đây. Và họ đặt sẵn những cái tấm tọa cụ bồ đoàn, mấy cái gối mà lại lại nó nằm sẵn ở trong chánh điện hết. Nó định vị rồi. Thành thử ra Phật tử bước vô cái thấy những cái chỗ đó ta vô ta lễ. Còn cái chùa Việt Nam mình á, là từ chánh điện dài xuống phía dưới là nó đóng trơn hết trơn á, thì mình chẳng biết chỗ nào là của ai. Cho nên mình á, thì dưới có cái tật là mình muốn thấy Phật thấy mình, cho nên mình phải đứng ngay Phật. Cũng giống như đi nghe giảng mà phải ngồi sao cho ngó ông thầy thôi. Thì cái trường hợp này cũng vậy. Khi mà chúng ta tránh cái chỗ của quý thầy á, là nếu chúng ta ở nơi đó người ta có quy định rõ ràng, còn không có mình cũng đâu biết. Mà thí dụ như có quy định mà mình lỡ mình vô quỳ đó có tội không? Không tội gì hết. Chẳng qua là người ta muốn nó có cái thứ lớp rõ ràng thôi. Cho nên á, thí dụ bây giờ ở trong chùa có cái chén của thầy ăn cơm, quý vị cũng muốn để riêng cho thầy một bộ để mà dễ dàng dọn cơm cho thầy. Chứ thầy không bao giờ thầy đi tu gì để được ăn bộ chén riêng hết. Thành nữ lỡ Phật tử người ta vô, ta làm công quả, ta không biết, ta lấy cái chén đó ta ăn cơm. Mà người ta đã lỡ ăn rồi, cứ để cho người ta ăn đi. Đừng có chạy tới xách cái chén, dạ chị cho em đổi cái chén này của thầy. Cái chén là chỉ để ăn cơm thôi, mà người ta đâu có cố tình ta lỡ mà. Mình cứ để cho người ta ăn đi, thầy sẽ hoan hỷ vô cùng. Nếu thầy mà nói rằng đi đòi cái chén lại cho thầy thì đó không phải thầy à. Có đó thêm chữ nữa, thầy bà. Tức là muốn làm thầy làm bà chứ không phải là thầy. Không bao giờ thầy đòi hỏi của cái gì. Chẳng qua là lòng cung kính của mình muốn lo cho thầy. Nhưng mà hãy nhẹ nhàng những cái trường hợp như vậy. Đừng có quá nặng nề những cái đó, rồi chúng ta làm mất đi cái mục đích chính của mình là hoằng pháp lợi sanh. Cái chuyện vật chất đời sống hàng ngày nó là phụ. Thậm chí cái ly uống nước của thầy lỡ người ta không biết, ta có lấy cũng chẳng sao. Mà nhiều khi người ta biết ta còn vui nữa đó. Ta được cầm cái ly của thầy, cho người ta ké ăn chút đi. Mình tu như thế nào, mình làm Phật sự như thế nào, mà mình thật nhẹ nhàng trong mọi hành tác đó, thì chúng ta luôn luôn sống, tu, học, độ đời, độ người
lúc nào cũng có Niết Bàn. Niết Bàn không phải là nơi chốn, Niết Bàn là trạng thái của tâm. Mình làm sao người ta cảm nhận được người ta về đó là người ta đang về một cảnh Niết Bàn, chứ người ta không phải về đó bởi một cái hình thức nặng nề khó chịu. Tu như vậy là mình thành công. Cho nên thưa đại chúng, đây chỉ là một cái định vị mà do mình đặt để ra, chứ còn thời Phật, Phật không bao giờ, Phật còn ngồi gốc cây mà, Phật còn ở trong rừng mà, Phật còn đi lượm mấy tấm vải ở trong rừng, Phật may vá mà. Mà ngày nay mình ra chợ mua vải về mình may mặc là mình sướng quá rồi. Phật hồi xưa thuyết pháp ngồi đất, mình bây giờ có ghế kê tay, rồi có gối coi kê lưng nữa, muốn gì nữa giờ, mình hơn Phật rồi. Thôi thì cứ nhẹ nhàng, không đòi hỏi, không cầu cũng không từ. Không cầu nghĩa là mình không cầu kỳ, không cầu mong gì hết, nhưng mà người ta có đưa thì cứ dùng mà không hề dính mắc. Và bây giờ Pháp Hòa về đây, Pháp Hòa đối với, đến với quý vị thương, quý vị lo. Chứ em về chùa em tự em lo à. Nhà vệ sinh em cũng chùi mà, chén bát em cũng rửa, nhà cửa em vẫn quét, em vẫn lau. Phật tử đi chùa chủ nhật về dép dài để lung tung, chiều chủ nhật nào Pháp Hòa không đi lụm từng chiếc dép để trên kệ. Mình là gì đâu, trụ trì là gì, là ở trong chùa, giữ cái chùa nó sạch thì người ta vô ta nói trụ trì good boy. Mãi ta vô ta nói trụ trì bê bối. Được chưa? Chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa hằng năm giảng pháp tại đạo tràng Hiền Như. Cái câu này chắc cho Thượng Tọa nào chắc ghi lộn. Cái này không phải của em. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta có cái duyên được gặp nhau, và chúng ta ngồi lại để chia sẻ những cái điều liên hệ đến Phật Pháp. Pháp Hòa rất là vui là những câu hỏi đều mang cái tính cách là học hỏi, chia sẻ với nhau trong cuộc sống tu hành của chúng ta, và nó pha trộn nhiều cái thứ khác vô. Bây giờ chúng ta phải phân định cái nào của Phật và cái nào không phải. Tu là làm sao? Múc một cái rổ, trong đó đầy cát, rác, dơ, rồi chúng ta đãi dưới nước. Đãi riết cái để làm chi? Để cho chúng ta tìm được một cái chút gì quý giá trong đó. Một cái rổ treo trên tường, trên vách lâu ngày, bụi nó đóng. Chúng ta đem xuống nước, chúng ta nhúng cái nó không sạch. Một cái, hai cái nhúng riết, bụi bắt đầu nó mềm và từ từ nó rã ra, rồi nó trả về cho cái rổ, một chiếc rổ sạch. Chúng ta tu cũng vậy. Cái tâm của chúng ta nó giống như một cái rổ đầy bụi, đầy những cái tạp nhạp của cái thứ khác. Bây giờ chúng ta mỗi ngày cứ nhúng cái rổ tâm mình vô trong cái nước Phật Pháp để nó bài lọc ra hết, còn lại cái rổ trong sáng. Phật Pháp bị chen lấn những cái khác vô nhiều lắm, mà Phật tử không có chịu tu, không chịu học, không chịu nghe Pháp thì chẳng biết cái nào của Phật mà theo, mà chẳng biết cái nào không phải của Phật để không theo. Mình không bài bác ai hết, cái nào không phải của mình thì mình không nhận thôi, còn của người ta mình không nói người ta đúng người ta sai. Cho nên cái cách Pháp Hòa là không bao giờ Pháp Hòa nói cái đó là cái điều đó, đạo đó là không đúng, không có. Cái đó không phải của mình. Mình cứ nói à cái này không phải của tôi. Ví dụ như ta nói ngồi thiền để xuất hồn, hỏi đạo Phật có không? Dạ không. Tôi xác định vậy đó. Hỏi đạo Phật ngồi thiền làm gì? Định cái tâm. Tại tâm anh thường loạn, bây giờ anh ngồi thiền để tâm định. Còn nếu anh mong anh xuất hồn thì không phải là định tâm nữa. Đời sống anh đã loạn rồi, anh ngồi xuống anh loạn tiếp thì không phải của Phật. Hỏi mục đích niệm Phật để làm chi? Nói dạ niệm Phật để định cái tâm. Một khi tâm định tĩnh rồi thì nhất định lúc chết sẽ an vui và sẽ đi về chỗ định tĩnh. Pháp Hòa ví dụ, khi mình mất một cái chìa khóa, càng quýnh quán đi tìm càng không biết nó nằm đâu.
Nhưng khi chúng ta ngồi yên lại, chúng ta nhớ coi lần cuối cùng chúng ta cầm sâu chìa khóa bước vô chỗ nào và chúng ta dùng nó lúc nào, cuối cùng 2 phút sau tìm ra cái chìa khóa. Còn quýnh quán đi tìm thì càng loạn thêm, chứ chẳng tìm ra được cái chìa khóa. Có một em nhỏ, ba nó nói nó, ba nó mất cái đồng hồ, cả nhà tung nhau đi kiếm rồi nhốn nháo lên, nó yêu cầu mọi người ngồi xuống. Khi mọi người ngồi im thì cái tiếng đồng hồ tích tắc, nó đi theo cái tiếng đó mà nó kiếm ra được cái đồng hồ. Cũng như thế, chỉ khi nào tâm chúng ta định tĩnh, chúng ta mới thấy được tất cả cái tạp nhơ, cái phiền toái, chứ còn không thì loạn vô cùng. Và hôm nay chúng ta về đây cũng chỉ để cùng nhau nhắc nhở, nương với nhau mà tu tập, và chúng ta thanh lọc những cái gì của Phật để chúng ta tu cho giống cho Phật. Xin được cảm ơn quý sư cô tại tỉnh Thất Hiền Như cũng như quý Phật tử trong nội tự đã dành nhiều cái thời gian tâm lòng để sắp xếp cho mình có được cái buổi hôm nay. Và xin cảm ơn tất cả quý vị. Thì chúng ta đã có được một buổi sáng hạnh phúc với nhau, phải không? Và thôi mong đại chúng có nhiều sức khỏe, an vui, và nhất là tinh tấn mãi trên con đường đạo. Cảm ơn đại chúng.